Người Việt vẫn quan niệm rằng đầu năm mới nếu như gặp những điều may mắn tốt lành thì cả năm sẽ suôn sẻ và an lành. Có kiêng có lành nên nhân gian vẫn kiêng cử những điều kém may mắn vào đầu năm. Nếu phạm vào đại kỵ đó thì cả năm sẽ không được may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng thắc mắc rằng đầu năm kiêng gì? Đầu năm có nên cắt tóc, mùng 1 ăn trứng gà có sao không? Nhà có tang có được đi chúc Tết hay không? Mùng 1 làm vỡ bát có sao không? Mùng 1 cháy nồi có sao không? Hay là đầu năm có nên cho mượn tiền hay không? Cùng xem những điều mà ngày Tết chúng ta cần kiêng kỵ là gì hết. Những điều cấm kỵ ngày Tết cần tránh: không quét nhà, đổ rác vào mùng 1. Vào ngày mùng 1 Tết, tuyệt đối không động đến cây chổi, bởi theo quan niệm truyền thống của người Việt, quét dọn nhà cửa và đổ rác vào ngày này là quét hết tài lộc trong năm mới ra khỏi nhà. Hơn nữa, sau khi quét nhà, người ta quan niệm phải cất chổi đi, bởi nếu mùng 1 Tết bị mất chổi là điềm xấu, nghĩa là năm đó sẽ bị trộm vơ vét mất hết của cải. Không cho người khác lửa, nước đầu năm. Lửa theo phong thủy là tượng trưng cho sự may mắn, còn nước tượng trưng cho tài lộc luôn chảy vào trong gia đình. Nếu như vào ngày đầu năm mới bạn cho lửa hoặc là nước, nghĩa là bạn cho đi sự may mắn của bản thân và gia đình. Vì vậy những ngày đầu năm bạn không nên hỏi mượn hột quẹt hay là cho nước cho người khác đấy. Kiêng làm đổ vỡ đồ dùng. Đổ vỡ là một trong những điều kiêng kỵ trong ngày Tết. Ông cha ta rất kỵ làm vỡ bát đĩa, ly tách, gương trong ngày đầu năm. Vì đổ vỡ đó như là báo hiệu sự chia cắt, đứt lìa, điều không thuận lợi trong mối quan hệ trong năm mới. Không vay hay đòi nợ. Đầu năm mới kiêng kỵ vay tiền, đòi nợ tiền bạc. Như vậy sẽ báo hiệu một năm đi vay rồi đi trả của mình. Cả năm sẽ không thu được tiền tài vào nhà, rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần. Bên cạnh đó, nếu cho vay tiền đầu năm, còn được quan niệm như là dâng tài lộc của chính bản thân mình cho người khác. Vì vậy hãy nhớ đừng cho vay hay là đòi nợ ngày Tết ha. Không đi chúc Tết sáng mùng 1. Chúc Tết vào sáng mùng 1 là điều kiêng kỵ dịp Tết vì sợ sẽ xông đất cho gia đình người khác. Vì xông đất theo quan niệm cha ông là rất quan trọng, ảnh hưởng đến cả năm của gia chủ. Nếu mình có tuổi vận không hợp với gia chủ, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tiền tài, khiến cho gia đình người khác không được may mắn trong năm mới. Không cãi nhau vào mùng 1. Cãi nhau ngày đầu năm là điều chẳng nên chút nào. Tết là thời điểm con cháu sum vầy, cả nhà đoàn tụ, mong muốn niềm vui đến cho cả năm. Nếu cãi nhau ngày đầu năm, xem như cả năm của bạn sẽ gặp nhiều khúc mắc không vui cho một năm. Kiêng mặc áo tông đen hoặc trắng. Màu trắng và đen là màu tang tóc. Vì vậy ngày đầu năm, người ta kiêng mặc trang phục quá nhiều sắc trắng hoặc là sắc đen. Ngày Tết người ta ưa chuộng những màu sắc sặc sỡ tạo nên sự phấn khởi vui vẻ, đặc biệt hai sắc là đỏ vàng. Kiêng ăn nói xui xẻo, nói tục. Những lời nói trong năm mới cũng phải cẩn trọng vì năm mới chỉ mong may mắn đến nhà, vì vậy những lời xui xẻo nói tục dù là đùa vui cũng tuyệt đối không được nói ra. Ngay cả thức ăn cũng vậy, những món ăn có hàm ý xui xẻo như là tôm, trứng vịt lộn, thịt chó, thịt vịt, cá mè đều không được ăn trong những ngày này. Vì quan niệm xưa bảo rằng những món ăn này mang đến những điều không may mắn cho năm mới. Kiêng mua đồ xui. Mua đồ gì đầu năm cũng là một việc rất quan trọng, món đồ đó được coi là mua để lấy hên, lấy lộc. Bởi của mua là của được. Ngày Tết người ta kiêng mua dao, thớt, chày, cối, vân vân. Bởi quan niệm người xưa cho rằng những đồ vật này mang đến những điều không may cho người nhận trong năm. Kiêng quan hệ nam nữ đầu năm. Mùng 1 và kể cả ngày rằm đều là những ngày mà người phương Đông kiêng quan hệ nam nữ vào đầu năm. Vì quan niệm rằng trai gái không nên gần gũi nhau vì nó mang đến vận hạn kém may mắn cho mình. Người có tang không nên xông đất. Theo quan niệm của người Việt, người xông đất đầu năm vô cùng quan trọng đối với gia chủ. Đây sẽ là người ảnh hưởng tới sự may mắn tài lộc trong cả năm của gia đình. Theo như ông bà, người có tang mà đi xông đất sẽ đem đến vận xui điềm xấu cho gia đình khác. Chính vì vậy những người có tang nên tránh xông đất đi chúc Tết hay thăm hỏi gia đình khác. Mùng 1 kiêng ăn trứng vịt lộn. Nhiều người cũng cho rằng mùng 1 nên kiêng ăn trứng vịt lộn vì sợ mọi điều xảy ra sẽ đảo lộn lại, trái ý mình. Vậy thì mùng 1 ăn trứng gà có sao không? Câu trả lời là không sao ha. Vì theo quan niệm dân gian, trứng gà tượng trưng cho sự tròn đầy, no đủ, gắn bó bền chặt. Và cuối cùng là đầu năm không nên cắt tóc. Cắt tóc cũng là một trong những việc kiêng kỵ ngày đầu năm. Vì ông bà ta quan niệm, tóc tai là gắn liền với con người, đại diện cho sức khỏe. Nếu cắt tóc vào ngày đầu năm sẽ cắt đi vận may và sức khỏe.